Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ 6 ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng. Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang trọng thể tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Chống bạo lực học đường, những giải pháp từ trường học. Thị xã Mỹ Hào còn tồn tại nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp. Sáng nay, Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Xây dựng. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị nghe công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Cao Quang Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chúc mừng đồng chí Cao Quang Hưng được tín nhiệm trao trọng trách mới tại Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống ngành xây dựng Hưng Yên trong thời gian qua, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cũng như người đứng đầu để giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sáng nay, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2014, xã Mễ Sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được gần 1.700 tỷ đồng, thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí. Mễ Sở đã làm tốt công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, từng bước triển khai sản xuất dựa trên liên kết với các doanh nghiệp. Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, 100% các tuyến đường trục xã thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, trải nhựa asphalt, đời sống của người dân được nâng lên, cơ sở vật chất các bậc học khang trang, hiện đại, công tác vệ sinh môi trường được bảo đảm, không còn tình trạng rác thải bị ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà nó gắn với cái thực tế của người dân ấy, là người dân được hưởng lợi được rất nhiều. Nó mang lại cuộc sống ấm no, là hạnh phúc cho mọi gia đình. Đường đi nối lại từ cái như là điện, đường, trường, trạm đến các công trình phúc lợi của địa phương thì mọi người thế là có như khi người ta cảm nhận ấy, người ta xa quê được khoảng có như một vài năm thôi, khi trở lại địa phương người ta thấy có như là cảm nhận như là có như là thành phố, tức là có như là trong quê hương. Cá nhân tôi thì rất vinh dự được là người con quê hương của Mễ Sở, và hôm nay Mễ Sở được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân chúng tôi thì thực hiện vệ sinh môi trường rất là tốt, từ nhà ra ngõ, và thực hiện vào ngày 25 hàng tháng theo sự tuyên truyền của Đảng ủy, Ủy ban xã. Và mỗi người dân thì thường đóng góp những công sức như là hiến đất để làm đường và xây dựng những công trình cơ sở của địa phương. Đến được ngày hôm nay thì chúng tôi rất là tự hào về quê hương Mễ Sở. Tháng 10 năm 2021, xã Mễ Sở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề hoa cây cảnh, làng nghề gồm gần 960 hộ và gần 1.900 lao động, diện tích gần 360 ha với nhiều hộ sản xuất kinh doanh quất cảnh, bưởi cảnh, cam cảnh, hoa lan. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt gần 70 triệu đồng một năm, xã không còn hộ nghèo. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, xã Mễ Sở đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Mễ Sở đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí mong muốn thời gian tới xã Mễ Sở tập trung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát huy lợi thế thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư theo quy hoạch, khuyến khích phát triển kinh doanh theo chuỗi liên kết, bảo tồn, tôn tạo các di tích để phát triển thành điểm kết nối du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh trong huyện, đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường. Thưa
Thời gian qua, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị để phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị loại 5. Từ năm 2021 đến nay, thị trấn Trần Cao đầu tư xây dựng 27 công trình với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng, gồm các công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông, cải tạo sửa chữa đường nội đồng, máng tiêu thoát nước, nghĩa trang nhân dân đồng bộ, hệ thống chiếu sáng, xây dựng nhà văn hóa thôn Trần Hạ và Trần Thượng. Trong đó đáng chú ý là công trình trường mầm non tập trung với thiết kế hiện đại, có tổng vốn đầu tư của cả hai giai đoạn là 75 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với mức đầu tư 45 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023. Toàn bộ những công trình này đều được thực hiện từ nguồn vốn nội lực của thị trấn. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên là đơn vị có những bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nếu như trước đây, để làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản cho gần 3.000 lao động tại công ty, chị Nguyễn Thị Thùy phải mất từ 1 đến 2 ngày để làm thủ tục cho một người, thì nay chỉ cần một cú nhấp chuột và khoảng từ 5 đến 7 phút là đã hoàn thành hồ sơ của người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội. Chúng tôi sử dụng cái phần mềm điện tử hồ sơ ra bên cơ quan bảo hiểm thì giảm rất là nhiều cái thời gian giải quyết so với trước đây khi mà phải nộp cái hồ sơ giấy. 100% người lao động đã cài đặt dịch vụ số VSSID thuận tiện kiểm tra thời gian tham gia bảo hiểm cũng như khi mà đi khám chữa bệnh. Tại bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, nếu như trước đây rất đông người đến giao dịch thì hiện nay tình trạng quá tải đã giảm rõ rệt. 80% giao dịch được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ngành bảo hiểm xã hội đã cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 lên cổng dịch vụ công của ngành, tích hợp cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 5.000 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử, chiếm gần 90% so với tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Trên 361.000 người sử dụng tài khoản giao dịch điện tử VSSID, 54 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trước đây thì một tháng chúng tôi phải đi đến 3-4 lần với cơ quan bảo hiểm xã hội để gửi hồ sơ, nộp hồ sơ. Thì nay chúng tôi không phải đi đâu cả, ngồi và nhấp một con chuột, chỉ cần 2 phút sau là hồ sơ của chúng tôi đã được chuyển đi rất là nhanh chóng và kịp thời. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp chúng tôi cũng minh bạch trong việc chi trả các chế độ chính sách đối với người lao động. Thực hiện đề án 06 của chính phủ thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở ngành công an tích hợp được giữa căn cước công dân và mã số định danh cá nhân vào hệ thống thông tin của ngành bảo hiểm xã hội, góp phần là qua cái đó để chúng ta thực hiện được những cái thủ tục mà trên cái nền tảng số, không cần phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Đến thời điểm hiện tại, việc tích hợp của cả tỉnh đã được trên 64% trong tháng 12, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao phấn đấu là được từ 90 đến 95%. Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số đã và đang góp phần để bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ, chính sách, nâng cao tinh thần, thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ viên chức trong toàn ngành, được doanh nghiệp và nhân dân tin tưởng, ghi nhận. Có một người thầy tốt sẽ có nhiều thế hệ học trò tốt là câu nói về vai trò, tầm quan trọng của người thầy. Vai trò của thầy cô giáo càng trở nên quan trọng khi mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Vậy dạy và học thời kỳ chuyển đổi số sẽ như thế nào? Mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hào hứng, thích thú chính là không khí thường thấy trong tiết học lịch sử tại trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đây là sáng kiến bài giảng môn lịch sử của thầy giáo Vũ Trọng Uy đã được đánh giá rất cao. Em cảm thấy rất vui và hào hứng và thầy đã cho xem những cái video để thấu hiểu hơn về lịch sử. Thầy cho chơi những trò chơi, ôn lại bài cũ và bài mới nên là em cảm thấy rất thích thú về môn đó. Mình đã tập trung xây dựng cái phần mềm dạy học lịch sử cho học sinh, có rất nhiều các video về lịch sử, rồi là các cái trò chơi trực tuyến rất là thu hút các em, sẽ giúp các em nắm được các cái sự kiện lịch sử. Còn đối với thầy Vũ Văn Toàn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Yên Phú, công nghệ số đã giúp công tác quản lý chuyên môn của thầy cũng như ban giám hiệu thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù là một trường đông học sinh với trên 1.500 em, hơn 60 giáo viên, nhưng ngày nào thầy cũng kiểm soát được việc lên lớp chuẩn bị bài giảng của đồng nghiệp,
nắm bắt được việc học tập của học sinh. Tôi đang ngồi ở nhà, tôi đang đi hội họp vẫn có thể kiểm tra được bằng những cái phần mềm, bằng những ứng dụng. Còn giáo viên thì hiện nay là 100% sử dụng cái bài giảng e-learning, sử dụng phần mềm Byboy cũng như phần mềm Google Form đã mang lại cái chất lượng bài giảng học sinh rất là hứng thú. Từ năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Yên Mỹ đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR tại nhiều trường và cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Trong đó, các trường đã mạnh dạn áp dụng sớm là tiểu học và trung học cơ sở Minh Châu, trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Thì cũng xuất hiện nhiều các đồng chí cán bộ giáo viên là khá tinh nhuệ về mặt nghiệp vụ và đã có những cái sản phẩm, chẳng hạn như là các cái bài giảng e-learning hoặc là những cái phần mềm sáng tạo phục vụ cho cái công việc thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian gần đây, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 39-40 cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đợt 39 tổ chức tiêm gần 83.000 liều vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên. Đợt 40 tổ chức tiêm 45.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Các địa phương đã quyết liệt tổ chức tiêm chủng với nhiều biện pháp như phối hợp với các nhà trường ra soát, tuyên truyền, vận động học sinh đi tiêm, nhất là học sinh tiểu học và lớp 5 tuổi mầm non, tổ chức tiêm lưu động ngay tại trường học, tiêm cả vào những ngày nghỉ. Do đó, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tăng mạnh so với 2 tuần trước, từ 52% lên 67%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi vẫn thấp, 2 tuần qua mới tiêm được gần 2.000 mũi, tương đương gần 2%. Vẫn còn những địa phương có tỷ lệ tiêm cho một số đối tượng ở mức dưới 50% như huyện Yên Mỹ, Văn Lâm. Hiện toàn tỉnh đồng thời triển khai tiêm đợt 41 với 5.600 liều vaccine Moderna. Sau hơn một năm phát động chương trình Mẹ Đỡ Đầu, tại Hưng Yên đã có gần 500 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh được kết nối và nhận mẹ đỡ đầu. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng, hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tạo điều kiện được chăm sóc tại cộng đồng và gia đình, đảm bảo quyền trẻ em cho các con. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối các nhà hảo tâm đỡ đầu cho 486 trẻ em mồ côi. Mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng một người, một cháu. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, hội cũng phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp thăm, tặng quà cho 240 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 127 triệu đồng. Việc phòng chống bạo lực học đường cần thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Ngay tại nhà trường có thể thông qua các mô hình hoặc lồng ghép trong các môn học phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh để định hướng ý thức tự phòng tránh bạo lực và xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh. Ghi nhận tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Lệ Xá, huyện Tiền Lữ. 5 phút giải lao ở trường tiểu học Lệ Xá, mỗi học sinh đều thực hiện một nhiệm vụ theo sự phân công, từ quét dọn lớp học, nhổ cỏ, chăm sóc vườn hoa đến phân loại rác. Ngay từ đầu năm học, lớp con đã xây dựng nội quy năm học, giúp con học được nhiều đức tính của Bác Hồ như đức tính hướng thiện, biết quan tâm, tôn trọng mọi người xung quanh. Chính vì vậy, các bạn rất yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không có tình trạng bất lá hay trêu chọc bạn. Trường tiểu học Lệ Xá hiện có hơn 500 học sinh. Thời gian qua, nhà trường chủ động tích hợp giáo dục đạo đức lối sống trong các bài học, trong đó chú trọng khơi gợi những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam như lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ, đồng thời xây dựng các mô hình như luyện nét chữ, rèn nét người, nhặt được của rơi, trả lại người mất, câu lạc bộ đọc sách. 5 năm qua, nhà trường không để xảy ra tình trạng đánh nhau, mâu thuẫn trong trường học. Đây cũng là một nơi mà để cho các em nhận thức rõ ràng về giá trị tình bạn, xây nên văn hóa học đường lành mạnh và nói không với bạo lực học đường. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng có những biện pháp nghiêm cấm tự ý đi chơi dã ngoại này và phát tán những thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội Internet. Tại trường trung học cơ sở Lệ Xá còn xây dựng được mô hình nói không với bạo lực học đường. Qua đó, từ đầu năm đến nay đã kịp thời ngăn chặn được 4 vụ học sinh có mâu thuẫn, 5 trường hợp học sinh có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngay đầu năm thì nhà trường cũng đã triển khai kế hoạch công tác xã hội trường học, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách phối hợp để rà soát những đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường, làm thế nào để thu phục được học sinh. Học sinh cá biệt đó tin mình, đồng cảm với mình. Mà khi học sinh đã tin tưởng mình thì chắc chắn rằng những lời nói của mình với học sinh đó nó có sẽ hiệu quả rất là tốt.
Hiện nay nhà trường còn xây dựng được mô hình nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, góp phần giúp các em có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục đi học. Trước đây con là một người khá là rụt rè, nhưng mà khi tham gia hoạt động mô hình mình từng đề ra thì con đã bắt đầu thấy cảm thấy tự tin hơn. Các mô hình khác như câu lạc bộ kể chuyện Bác Hồ, câu lạc bộ bóng đá, võ thuật cũng giúp học sinh hòa mình vào các hoạt động tập thể, biết kiềm chế cảm xúc để từ đó hạn chế tình trạng bạo lực học đường gây mâu thuẫn trong trường học. Nhịp sống hiện đại khiến các thành viên trong gia đình đều rất bận rộn với công việc riêng của mỗi người. Có lẽ vì thế mà những giây phút dành cho nhau cũng ít dần đi. Và nếu như chất lượng của những lần quan tâm tới gia đình cũng thấp đi, thì đó là điều rất đáng báo động về một mối quan hệ lỏng lẻo giữa các thành viên trong gia đình. Gia tăng số vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật là thực trạng đang diễn ra trong thời gian gần đây. Hai thiếu niên 15-16 tuổi ở huyện Khoái Châu đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi rượt đuổi đánh nhau trên đường. Theo tìm hiểu, những thiếu niên này đều thiếu sự quan tâm từ gia đình vì cha mẹ bận rộn với công việc. Cháu nó chơi đông, nó vì nó đi học lớp 9 thì không biết là cháu nó chơi với những bạn nào, thì tôi cũng không nắm bắt được là những người nào đi cùng với con mình. Một chút cháu nhã nhí mải chơi, các bạn nó rủ mà hóa ra cháu không bao giờ còn trên cõi đời nữa. Mọi người nên quan tâm và để ý các con. Thực tế, việc cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho các con đang diễn ra ở nhiều gia đình. Điều này khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái mỗi ngày một nới rộng, hình thành tâm lý ngại chia sẻ cùng cha mẹ. Nếu mà chia sẻ với thầy cô và bạn bè thì con thấy là khá là dễ dàng, còn bố mẹ thì có đôi chút phần khó khăn. Điểm toán của con là 9 điểm nhưng mà bố mẹ lại bảo là điểm này thấp, mà con rất là khó chịu khi bị bố mẹ bảo như thế vì con đã cố gắng hết sức của mình. Khi mà mình chia sẻ thì sợ là bị mắng hoặc là bị la. Đôi lúc bố mẹ đang bận hoặc là đang thế nào mà mình lại nói ra thế là bị mắng ạ. Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh Trang, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên thuộc Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, ở tuổi dậy thì các em phát sinh nhiều vấn đề cần chia sẻ và những câu hỏi cần giải đáp. Cách ứng xử của cha mẹ không phù hợp sẽ khiến các con ngày một xa cách với cha mẹ. Một vài lần chia sẻ mà không nhận được cái sự đồng tình, ủng hộ hoặc chia sẻ thì những lần sau là các em sẽ không muốn chia sẻ nữa. Và dần dần là cái khoảng cách giữa bố mẹ và con cái sẽ càng ngày càng xa hơn. Nhịp sống hiện đại, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Cha mẹ thì bận làm ăn, con cái thì bận học hành. Thời gian dành cho gia đình không nhiều, nhưng cần phải chất lượng. Sự thay đổi, sự phát triển hàng ngày, hàng giờ của con, nếu mà mình bỏ lỡ thì mình cũng không có cơ hội để quay lại để nghe, để chia sẻ với con. Vậy thì điều quan trọng là sắp xếp công việc cho hợp lý và sau đó là hàng ngày cố gắng là dành thời gian trò chuyện với con. Mỗi ngày có khi chỉ gần là 15-20 phút, nửa tiếng, một tiếng, không nhiều nhưng cái thời gian ấy là có chất lượng. Toàn tâm, toàn ý ngồi xuống nhìn vào mắt con, lắng nghe con, cầm tay con để cho con tin tưởng, con chia sẻ với mình. Dù đã tích cực vào cuộc nhưng thị xã Mỹ Hào hiện vẫn còn tồn tại hàng trăm trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó có nhiều vi phạm lớn và khó xử lý. Đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào vẫn còn khoảng 300 vi phạm trên đất nông nghiệp với 5.000 m2 chưa được giải tỏa, tập trung chủ yếu ở các phường Phan Đình Phùng, Nhân Hòa, Bạch Sam, Phùng Chí Kiên, Dị Sử và các xã Cẩm Xá và Dương Quang. Trong đó, nhiều vi phạm có diện tích lớn lên tới hàng trăm mét vuông làm nhà xưởng và đều xảy ra trong thời điểm trước năm 2016. Thời gian qua, thị xã Mỹ Hào đã quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp, kể cả tạm đình chỉ công việc điều hành của hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường để dành thời gian cho việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại không được nhiều. Các trường hợp giải tỏa mới đây chủ yếu là vi phạm nhỏ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV.